Ok, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel Thắng TT. Thì hôm nay ta sẽ đi làm một cái công việc mà các bạn yêu cầu Thắng rất là nhiều và rất là lâu rồi. Hôm nay Thắng mới nhớ ra để đi làm cho tất cả các bạn xem. Đó chính là cái công việc trở thành một người pha chế cà phê. Nhưng mà pha chế lại dễ quá. Có rất là nhiều bạn cũng có thể làm được cái thợ pha chế giống như Thắng. Cho nên là hôm nay Thắng cũng làm một cái công việc là cũng liên quan đến pha chế đó. Đó chính là trang trí một cái tách cà phê, một ly trà hay là trang trí một cái cốc trà sữa gì đó. Đây, bây giờ Thắng sẽ đi vào game cho tất cả các bạn xem đây các bạn ơi. Wow, mới mở quán thôi mà đã có vị khách đầu tiên đến rồi. Ô, Thắng nhìn cái nhân vật này quen quen. Hình như cái nhân vật này ở trong cái game gì sao? Các bạn biết cái nhân vật này ở trong cái game gì thì nhớ comment để cho Thắng biết nha. Rồi, bây giờ Thắng không quan tâm. À, tự nhiên bảo không quan tâm thì Thắng lại nhớ ra. Hình như cái nhân vật này là kiểu Robin xanh mà của bắn tên sao? Thắng nhớ ra rồi đấy. Các bạn mà nhớ hẳn ra ở trong cái game gì các bạn nhớ comment để Thắng biết nha. Chứ Thắng nhớ mỗi được bằng đó thôi. Thôi, Thắng phải pha tách cà phê cho anh chàng này ngay lên, không là anh chàng này đập quán Thắng hiện tại mạng luôn. Ồ, và cái anh chàng này này muốn Thắng trang trí cái tách cà phê có hình bông hoa hồng này các bạn này. Rồi, ok, thì Thắng sẽ trang trí y hệt theo yêu cầu của anh ta nha. Play. Bông hoa hồng này, à, bông hoa hồng thì sẽ đổ một ít cái chút màu hồng vào đây. Ui xa ôi, dựng cả kính luôn. Rồi, ok, chắc kính rồi, bây giờ Thắng sẽ đổ nhá. Đổ cái nước màu hồng này vào. Đó. Ui giời ơi, bên trên này nè. Ui, còn hai cái cánh ở hai bên cạnh nữa. Xong một cái cánh. Cánh này nè. Xong, vậy đã xong cái bông hoa hồng ấy nhá. Bây giờ thì Thắng sẽ chuyển sang tô lá màu xanh đây các bạn đây. Xong, ui, còn hai cái lá nữa mới thô được ở giữa thôi. Xong nha, cái bên này nữa nè. Vậy là xong nha, đã hơn chính cái bông hoa hồng rực các bạn nè. Bây giờ Thắng còn chữ đôn. Kiểu gì cũng được 3 sao luôn các bạn này. À, bây giờ phải rắc thêm một chút bột ở bên trên nữa. Ok, thấy chưa, Thắng bảo được 3 sao mà. Không sai. Continue. No thanh. Wow, 500 tiền đô luôn nè. À, phải xem quảng cáo mới được bằng đó tiền. Thôi, lâu thanh. Tiếp tục sang level tiếp theo các bạn ơi. À, tự nhiên được mở hộp quà này. Đúng rồi, được 3 cái chìa khóa là sẽ đỡ à, sẽ được mở 3 hộp quà. Một hộp quà này. Hộp quà này được 30 đô luôn. Hộp quà tiếp theo. Hộp quà được 20 đô. Thằng sẽ mở hộp ở giữa. Ok, vậy là cái hộp quà ở giữa được nhiều tiền hơn, thì được 35 đô luôn. Lâu thanh. Yeah. Đấy là cách đầu tiên nhá, với cách mà hai nhá. Wow. Cảm ơn, đây là ai đây? Sao nhìn như kiểu là búp bê ma ấy, như kiểu là búp bê Alabi gì đó. Không biết có phải ông ta nhìn sợ. Nhanh chóng bán nhanh cho cái búp bê này, là không là khiếp nó ám quẻ cửa hàng mình thì không có khách thì toi mạng luôn. Play. Ơ. Cái tách cà phê này giống cái tách cà phê của cái ông lúc nãy nè. Rồi, Play. Chắc định bắt chiếc này nhưng mà cái hình vẽ lại khác nha. Thì cái hình vẽ là một cái hình như một cái cốc kem sao ấy. Đúng rồi, một cái cốc kem. Bây giờ Thắng sẽ vẽ đây này. Đúng rồi, cái cốc kem này Thắng sẽ vẽ cái cốc màu sô-cô-la. Màu sô-cô-la các bạn này. Cái cốc này thì vẽ dễ này. Mình cũng nhầm, à, cái này để vẽ viền các bạn ơi. Chúi tôi ăn rồi. Cái này để vẽ viền này. Đó. Viền. Ui rồi ui, Thắng đổ nhầm rồi các bạn ơi. Nhưng không sao. Nhưng mà không sao, chỗ đây có thể che đi được. Xong, viền bên này này. Còn một chút xíu nữa. Xong nhá. Ơ, Thắng đổ vào đúng cái chìa khóa luôn nè. Các bạn còn chỗ này còn một tí xín chưa được này. Rồi nha. Rồi, viền trên cái chỗ kem này. Xong rồi, ui, vẫn còn một chút xín nữa. Xong, ok các bạn ơi. Uê. Xong. Xong luôn, bây giờ là xong thật nè. Bây giờ Thắng sẽ vẽ kem màu trắng. Đổ sữa, sữa, đây là sữa nha. Đổ sữa màu trắng vào. Xong rồi các bạn ơi, yeah. Xong phần kem rồi, bây giờ Thắng sẽ tô cái phần cốc là phần sô-cô-la này. Đó, wow. Các bạn thấy chưa? Cái hình này dễ. Xong rồi nha. Ý, y hệt là theo người ta yêu cầu luôn. Bây giờ ấn đôn này.
Đó, rắc thêm một ít bột, bột. Thằng không biết bột này là bột bột gì nữa. 3 sao luôn, lần nào thằng trang trí cũng được 3 sao. Lâu Thanh, à, thằng thu thập được một cái chìa khóa đấy. Còn 2 cái chìa khóa nữa thôi. Lâu Thanh, tiếp tục sang cái vị khách tiếp theo các bạn ơi. Oh, được mở hộp quà đấy. Mở luôn xem nào. Thế, được tặng một que kem này. Một que kem ốc sô-cô-la. À, đúng rồi, thằng sẽ dùng cái que kem này để vẽ nhá. Ghét luôn. Hình như là... Đây, dùng que kem này, ok, ích nó ra. Cười gì mà giống ma thế. Thôi, biến đi. Ồ, đây là vị khách... Ồ, các bạn thấy cái vị khách đằng sau chưa? Hình như cái vị khách đằng sau là thần tiên hay là ảo thuật hay là... cái gì mà phép thuật gì đó ra. Nhưng mà thôi đã, thằng cứ bán cho cái vị khách đeo kính này đã. Cái ông này nhìn hiền hiền này lên bán luôn. Nhưng mà cái cốc sao có mỗi một cái loại cốc này nhỉ? Rồi, trang trí cho ông này nha. Ông này là hình cây lấm nè. Đầu tiên là thằng sẽ vẽ viền nha. Dùng viền sô-cô-la. Thử thách, thằng chỉ di chuột một lần duy nhất thôi. Thằng chỉ di tay một lần duy nhất thôi xem có đồ không ta. Wow, cốc cà phê hình như nó sắp đầy rồi sao các bạn ạ. Nhìn nó sợ quá. Hình như mình đổ càng nhiều là nó càng đầy. Nó đầy, nó tràn ra ngoài là toang luôn. Đó, ăn được chìa khóa nha. Bên này nữa thôi là xong này. Xong rồi các bạn ơi, thằng này vẽ xong viền đấy nha. Rồi bây giờ chuyển sang vẽ. Thằng sẽ vẽ cái thân đấm trước đi. Đây, thân đấm màu trắng này. Xong. Hai quả mắt lấm này. Xong. Đó, bây giờ vẽ lấm nè. Lấm màu đỏ đây các bạn này. Sang bên phải này nữa. Vậy là đã xong hoàn chỉnh một cây lấm rồi kìa các bạn ơi. Ấn đơn. Rắc thêm một ít bột bên trên nữa là cho nó đẹp này. Wow, 3 sao luôn. Lần nào thằng vẽ thằng cũng được 3 sao nhá. Lâu Thanh. Lâu Thanh tiếp. Bây giờ thằng sẽ vào cửa hàng. Oh, từ từ. Xem nào, từ. Thằng sẽ vào. Wow. Ông này là ông VIP này, không biết có nhận không ta. Rồi, thằng thử nhận đi xem là ông ta sẽ cho thằng cái gì nhá. Nhận luôn. Ok. Ông ta có cái cốc phép thuật các bạn ạ. Ê. À, hình con rơi các bạn ơi. Đúng rồi, hình con rơi nè. Rồi, hình nhưng mà ông ta không yêu cầu vẽ hình mẫu như nào. Bây giờ thằng phải vẽ theo cái bản năng của thằng nè. Rồi, thằng sẽ vẽ con rơi màu xanh nhá. Wow. Cái mắt của nó thằng sẽ vẽ màu vàng nha các bạn ơi. Đó. Wow. Trời khói luôn các bạn ạ. Xong, đã xong hình con rơi rồi. Bây giờ vẽ mắt của nó nè. Rồi. Mắt của mình. Ok, xong. Đây này. Ok, vậy là đã xong con rơi theo trí tưởng tượng của thằng ấy nha. Ở trên này này. À, cái mặt trăng quên. Quên mất các bạn ơi. Quên mất. Con rơi này nó không có mắt sao. Nhưng mà thôi thằng kệ, thằng sẽ vẽ mắt cho nó đi. Bây giờ ấn đôn nha. Đôn. Rắc thêm cái gì đây? Wow, rắc thêm mấy kẹo mắng nhẹ vào. Ui, đúng là ông này là con ma. Ok, 3 sao luôn. 3 sao luôn. Lâu Thanh, à, chắc là những cái vị khách cuối cùng là những cái vị khách VIP đây mà. Rồi, ấn Lâu Thanh nha. Mình có 2.300, nói chung rất nhiều tiền. Ủa, đừng mở hộp quà tiếp này các bạn ơi. Mở tiếp. Hộp này nè. Wow, tay thằng cực kỳ là xinh xấu luôn. Thằng mở hộp nào nó cũng ra tiền luôn. Lâu Thanh tiếp tục. Wow. Đến cái vị khách tiếp theo này. Vị khách siêu nhân này các bạn ơi. Siêu nhân, từ từ. Wow. Thằng sẽ vào xem là cửa hàng nó có những hình gì nè. Wow, thằng siêu tập được rất là nhiều hình rồi các bạn nè. Ồ, bao nhiêu là hình luôn. Và xem là có cốc được chưa. Rồi, thằng sẽ mua một cái cốc khác nha các bạn nha. Mở một cái cốc khác là mất thật 2.000 tiền luôn đấy. Mà không sao, có đầu tư thì mình còn lại chứ. Thằng sẽ mở một cái cốc khác nha. Mở. Wow, được một cái cốc có hình mặt cười này các bạn này. Rồi, sử dụng cái cốc đấy luôn. Sử dụng cốc này luôn. Ok, ui, cái anh này giống ở trong hoạt hình gì mà siêu nhân này, hình siêu nhân mèo sao nhỉ? Play. À, anh ta muốn trang trí cái cốc cà phê của anh ta là hình lá bài nha các bạn ơi. Hình lá bài này. Rồi, bây giờ ta sẽ vẽ trái tim màu đỏ trước nha. Đó, nghe các bạn ơi. Có chìa khóa xong, đã thức tận được một cái chìa khóa rồi. Tiếp tục đến cái lá bài hình màu trắng này. Tô viền xung quanh nhá. Ồ, cẩn thận nha.
xong. Ui sợ hình lá bài sẽ cực kỳ luôn. Đơn sắc thêm một ít cà phê bên trên. Đó, bột cà phê bên trên. Xong, wow, cái cốc xinh trên trời. Quá là xinh luôn. Tiếp tục. Toàn đến vị khách quen luôn. Bây giờ, ui, ông này muốn uống một cái cốc và trang trí hình cũng xít nè. Thế này mà cũng được thế này, skin cũng xù ra. Mà thôi, chiều làm khách hàng trang trí cục xít vậy. Cục xít nè, mắt màu đen này các bạn này. Mắt màu sô-cô-la. Mắt màu sô-cô-la. Rồi, bây giờ ta sẽ chuyển sang vẽ viền nhá. Vẽ viền này. Đó, vẽ viền cục xít này. Lần đầu tiên tự tay thằng vẽ cục xít đấy các bạn ơi. Vẽ cục xít ở tách cà phê. Ôi cục xít này thằng vẽ ẩu quá này. Không sao, tí nữa thằng sẽ dùng màu trắng này. À, dùng màu trắng tô hết vào đúng rồi. Bây giờ thằng sẽ tô, à thằng sẽ tô mắt mồm trước nha. Cái viền mắt này. Cái viền mắt này, wow sâu quá. Xong. Nhưng cái mắt hơi bị xấu, cái mắt hơi bị chảnh. Ok, xong cái mắt với cái mồm rồi. Bây giờ thằng chuyển sang vẽ cái thân cho nó này. Đã xong cái đầu nha. Đã xong luôn này, cái má này. Má bên phải rồi, cái cằm nữa các bạn ơi. Cái cằm nữa. Xong, thằng đã trang trí xong hình cục xít rồi các bạn thấy chưa. Mới đầu vẽ nhìn nó xấu xấu bẩn bẩn trên mặt. Bây giờ nó đẹp ơi là đẹp luôn. He he, đơn. Tiếp tục rắc thêm một ít tách cà phê lên đây. Yeah, yo, 3 sao luôn, đồn. Thôi, chắc là ta phải đóng cửa lại đây các bạn. Lâu thanh nữa. Lâu thanh tiếp nè. Mình có hơn 1.000 tiền rồi. Wow, lại được một hộp quà này rồi. Ta sẽ mở lốt hộp quà này nhá. 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, phát là thằng mở là nó cũng ra tiền luôn. Ok, nhận tiền nhận. Yeah. Thôi các bạn ơi, bây giờ thằng phải đóng cửa cái cửa hàng trang trí tách cà phê này của thằng Tại ở đây. Bởi vì hôm nay thằng bán được rất là nhiều khách rồi, kiếm được rất là nhiều tiền rồi. Và trời là cũng tối rồi. Nên là thằng kết thúc cái video đây nhá. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Còn bây giờ thì bye bye.